Chào mọi người, sau cả tuần rồi mình mới lại đi ra sông các bạn. Đồ đạc thì chuẩn bị ok hết rồi. Bây giờ chuẩn bị đi kiếm con cá ăn thôi. Tháng 8 năm nay rồi mà nước vẫn chưa về các bạn, lũ lớn vẫn chưa về. Mỗi năm tháng này là nước nhiều lắm rồi. Thôi mình đi nha. Xuất phát đi kiếm con cá, con tôm về ăn thôi. Bữa nay thì thời tiết thì rất là đẹp rồi, không biết là cá muốn thế nào mọi người ơi. Tính đi câu tôm luôn, nhưng mà mình cứ ngồi đây mình khởi động khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Tình hình như thế nào ơi, mình sẽ xuống bãi tôm sau. Hôm nay thì ngoài cái mồi trùng bình thường mình câu ra, mình có mang thêm mồi con cua các bạn. Cua đá hôm qua mình bắt dưới suối nè. Đó, cũng đâu được chục con à. Bữa nay mình sẽ móc cái mồi cua đá này mình câu thử ha. Bình thường câu mồi trùng riết mớm. Đây, cua đá này các bạn. Đó, nhỏ nhỏ, con cua đá nó chỉ nhỏ nhỏ cỡ này thôi. Nó không có bự hơn nha. Rồi. Đây các bạn, đấy, mình sẽ đánh lưỡi lớn, mình móc cua mình đánh ha. Nguyên con luôn, tại cua này nó nhỏ thôi. Lần đầu tiên đánh luôn á. Nước bữa nay cũng vừa tầm thôi. Không lớn, không nhỏ. Thôi bây giờ đánh trùng nha các bạn. Mồi con cua thì thường cái lăn đỏ nó sẽ ăn nhiều. Tại vì mình câu lăn đỏ về mình mổ á. Mình thấy bao tử nó cũng thường xuyên có cua ở trong đó. Nó cái lăn đỏ rất là thích. Thả câu được 10 phút rồi chưa đồng tính gì hết. Mình sẽ thả một cái cần câu mình gắn thẻo tôm với lưỡi tôm dưới này nha. Nghe thuyền nè. Cái này hay giữ được cá chốt các bạn. Rồi. Trời đất. Ở đây có này. Ui, lưỡi con tôm mà dính con gì đây. Ui, lên luôn, trời. lăn các bạn ơi. Chà, lưỡi con tôm mà dính lăn to này. Đánh cần bự thì nãy giờ không dính các bạn ơi. Nút lưỡi luôn rồi. Chà, đi cái lưỡi con tôm mình nè. Wow, đã chưa. Đó, thả cái lưỡi nhỏ xíu, cái mồi chút xíu à. Dính được con cổ tay. Ngon các bạn. Cái này mình tháo thẻo nó đi, để về nhà mình xử lý sau. Ê, dám ăn mồi tôm của mình hả? Một con nha các bạn ơi. Ok. Mình vừa mua được cái hộp đựng lưỡi rất là ưng luôn các bạn. Nó từng cái ngăn nhỏ nhỏ này nè. Mình để vô nó không bị nước mưa vô hay là bùn đất gì vô hết trơn á. Úp lại. Trong lòng bàn tay thôi nha. Xài được chút 2-3 buổi rồi. Đó các bạn. Được không? Rất là tiện. Hồi nãy giờ ngồi không thì cũng chuẩn bị hết được mấy cần câu tôm các bạn. Mình vô trục chì thẻo rồi hết trơn rồi. Giờ tới bãi là chỉ có ngồi xuống câu thôi. Đó, ngồi đây ngâm thêm một chút xíu ha. Coi có bắt được con gì nữa không, hồi đi câu tôm. Thôi di chuyển nha mọi người. Cá ngâm đó đâu có ăn đâu. Được mỗi phát dính câu tôm nè. Giờ đi di chuyển thôi. Có bãi đáp rồi nha mọi người. Nhìn cái dàn cần khủng không? Thì mình cũng vừa có một cái đoạn mình bay trên cao các bạn. Các bạn nhìn thấy một cái gì đó rất là quen không? Nó giống cái gì các bạn? Giống chiếc giày phải không? Nhưng mà không, người ta hồi xưa người ta gọi đó là cái mỏ cày các bạn. Hình giống chiếc mỏ cày á, nên là bình thường mình hay đi câu ở cái vịnh mỏ cày.
thì bạn biết nguyên nhân tại sao lại gọi là vậy rồi nha. Thì cái chõm đất nhìn như chiếc giày, như cái mỏ cày đó, nhìn thì nó nhỏ thôi nhưng mà thực ra nó tới mười mấy hai mươi hecta các bạn, rất là lớn chứ không phải nhỏ nha. Rồi bây giờ thả hành trình đi tìm con tôm sông bé đây. Nhưng mà đi câu tôm thì nói thế thôi chứ không phải là cứ đi câu là có các bạn. Nó còn khó hơn câu cá nữa. Khó hơn câu cá nha. Thì tôm ấy, ít nhiều thì cái số lượng nó ít, nó không có bằng cá. Cá thì mình đi mình đánh, không có cá này thì có cá kia. Còn tôm thì nó như một loại riêng biệt đó. Nên là câu không phải lúc nào câu không có. Đấy, bãi này thì mình chưa đánh bao giờ nhưng mà dự đoán là sẽ có tôm nha mọi người. Địa thế là có tôm. Trời nó sâu không? Sâu ạ. Càng sâu càng thích chứ. Tầm khoảng 5-6 mét vậy mà. Đây, mình thì mình không có mồi câu tôm chuyên dụng đâu các bạn. Thường người ta dùng cái con trùng nước ấy, con hà các bạn, người ta câu. Còn mình thì ở đây mình câu dung đất thôi. Dung đất nó cũng ăn nhưng mà về cái độ nhạy thì mình nghĩ nó không bằng cái con kia. Tại cái con kia nó mềm, nó thích hợp để câu tôm hơn. Hôm nay dành nguyên một buổi để đánh mồi cua này coi là có hiệu quả không nha. Có, không biết con gì. Kéo từ từ thôi nha. Ồ, cá rồi. Ui, cá chốt, chốt chuột. Dạ, nhìn cái vật là biết cá rồi các bạn. Ngon không? Đó. Ui, chỗ này có chốt chuột nha. Ở đây, đằng sau. Cái con này vừa giật này. Mất rồi. Mất các bạn. Chà. Con này giờ sông bé nó ít lắm mọi người. Trước rồi. Trước nhiều lắm. Rồi. Kêu này. Rồi. Ui, có con cá là mừng rồi. Không cần tôm được. Đây. Trời mát mát này ngồi sướng rồi các bạn. Đấy. Còn cảm giác nào mà hơn cảm giác này nữa. Cứ mát mát này ngồi sướng lắm. Chờ cá thôi. Ui. Trời, vướng này. Vướng đột tre chắc luôn á. Trời đất ơi. 4m2. Dạ. Giờ nó mấy mét rồi cậu? 48. 49 á. Mình rút quân nha, chỗ này ngâm ngoài em thấy ăn. Di chuyển thôi. Có. Có gì các bạn? Ý xa. Mất tay luôn. Thì cái chân rớt. Mưa rồi các bạn ơi. Trời mưa tới nơi rồi. Em lăn mũ nè. Đây. Mưa mất rồi. Đó.
Hôm nay cá quá là chậm ăn luôn các bạn. Từ cá tới tôm, tôm thì chẳng đụng con nào luôn. Trời đang mưa nha. Mình may là mình ngồi trong bụi nên cũng đỡ này. Mớm quá mớm rồi các bạn ơi. Ngập trời nắng nữa chứ. Nắng nó lọt vô cái chỗ, ngay cái chỗ mình ngồi luôn nè. Ác thiệt. À, bình thường đi làm á, thì cố gắng bắt nhiều nhất có thể và lấy nhiều nhất có thể để về có đồ tối mình nấu cơm ăn các bạn. Lúc nào cũng vậy hết, nhưng mà bữa nay thua rồi nên được mấy con nhỏ nhỏ. Ở chiều về cũng ráng nấu tô canh chua ha. Được con cá lăng cũng bằng cổ tay mà. Giờ chắc soạn đồ đi về nha. Ơi, tí về nhà mình đổ mọi người xem nhé. Được 4 con thôi. 2 lăng, 1 lăng mũ với 1 chốt chuột. Ôi. Ui, cũng. Ui, đấy, về làm tô canh nhá. Ôi, giờ chạy thuyền về nha mọi người. Trễ rồi, về ăn cơm nó bụng quá. Đang về thì thấy cây này nè các bạn ơi, mình sẽ hái một ít nha. Về tối mình nấu canh chua. Cái lá này chỗ mình gọi là lá bố nha các bạn. Này. Lá bố. Nó chua, có nhiều chỗ thì gọi là lá giấm các bạn. Này nấu canh chua thì nó rất là ngon. Nó ngang ngửa với là cái lá giang các bạn. Mình sẽ hái ít nha. Này thì nó mọc dại thôi chứ nó người ta không có trồng nó đâu nha. Mọc dại quá trời nè. Hai cái lá nó đừng non quá mà nó đừng già quá là nấu được các bạn. Đây, một nắm đầy được rồi. Mình không hái nhiều quá nó nấu nó chua. Ok. Đây cái bờ ao của mình các bạn ơi, tính đi thả câu bắt mấy cá rô lên chiên ăn cơm mà. Cá rô thì khôn quá mọi người ơi. Câu toàn dính cá chim với lại cá tai tượng không à. Con gì kéo rồi này. Dính gì vậy? Ngâm nãy giờ. Dính cá chim với cá tai tượng thôi. Ôi, có dính gì đâu. Thôi thì cho cá ăn nha mọi người. Thấy lâu lâu cho nó ăn một cử vậy nè. Chủ yếu là cá tai tượng với cá chim nhiều. Bạn chuẩn bị nó lên nó ăn. Đó. Thấy bóng người nó nhát các bạn nói nhiều lắm. Mình đứng thì nó không dám lên, không dám lên ăn. Thôi bây giờ đi xuống dưới suối bắt mấy con cua lên nấu canh chua các bạn ơi. Đây này, mình có đặt cái lưới dưới này các bạn. Ui, ui dính rắn nữa. Này mình đặt để bắt cá mấy hôm nước lớn á các bạn. Bây giờ nước rút rồi. Con rắn nước nè. Bạn thấy không? Còn sống luôn á. Rắn nước nha. Cua đâu rồi? Cái này hôm nào nước lớn cá vô nhiều lắm. Úi, con gì đây? À, cá lóc các bạn ơi. Mày hôm bữa nằm im ru rồi. À, con cá lóc này. Đó, các bạn thấy chưa? Và để bắt cho mọi người xem nha. Con này cũng nhỏ chứ không to. Vô 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 vô. À, được một con cá lóc nhỏ các bạn ơi. Thôi có cá lóc thì mình khỏi bắt cua ha. Cua cũng nhỏ chứ không có bự. Cá lóc này hôm nào nước lớn ấy, có con vô cả con là cả nửa ký luôn. Con này nhỏ thôi. Đấy, con này hùng với cái mớ cá lăng hồi sáng nha. Mấy con cá hồi sáng là mình nấu được tô chua rồi. Cho. Cơn mưa kéo dài giống được 2 tiếng rồi các bạn ơi. Đây là cái con cá mình vừa mần nè, vừa làm sạch xong.
cá lóc hồi chiều các bạn. Đấy, kèm vô tàu chua ha. Và có một điều có thể các bạn chưa có biết nha, đây là cái con cá chốt chuột và trứng cá chốt chuột á thì nó màu xanh đó. Và cái trứng này các bạn về xong bé bạn câu được, các bạn lưu ý nha, ăn vô là nó bị say đó, cho nên là ai cảm giác như mà mình cứng á mình ăn được thì mình ăn nha, còn không ăn yếu yếu thì thôi đừng ăn nha. Đây là trứng cá chốt chuột nha, màu xanh, cắt khúc ra mọi người ơi. Rồi, đây, rổ cá đồng khá là tươi ngon rồi, bây giờ nấu canh thôi. Canh này thì cũng dễ nấu mà. Cho nước vô nha mọi người, nước sôi lên. Rồi, cắt cho nó làm hai làm ba ra được. Rồi. Các bạn để ý nè, những cái lá chua mà mình dùng để nấu canh chua á là vừa cho vô là nó đổi màu liền, từ màu xanh mà nó qua cái màu sẫm như này nè. Đây mình còn ít nè, mình để cho bạn xem nha. Thả vô nè, lá màu xanh nha, thả vô nè. Đó, hầu như lá nào cũng vậy các bạn, cứ lá chua nấu canh là mình thả vô là nó sẽ đổi màu ngay. Đây, đây còn thiếu mấy cọng này nha các bạn, nấu canh chua mà không có mấy cọng này là không được đâu nha. Cái rau ngò ôm này nấu canh chua thì phải có một ít ngò ôm hoặc là ngò gai các bạn. Đấy, thế mới ngon. À, cơm thôi các bạn ơi, hôm nay là mưa quá nên là cũng cơm trễ luôn. Cá này mình sẽ múc ra mình để nước mắm mình ăn ha. Còn hôm nay có thêm cái cá ngừ kho thơm nữa. Nhiều người hỏi là ăn cá mà không ngán á. Thực ra thì ăn cá cho nó tốt cho sức khỏe nhiều hơn là mình ăn thịt các bạn. Nên là mình cố gắng mình chế biến cho nhiều món cho nó đa dạng, ăn nó đỡ ngán hơn. Ui, mì cơm thôi mọi người ơi. Với cá đồng nha các bạn, rất là ngon nha, cái này mà giải thịt cho ăn thì ngon lắm. Thôi mình xin phép mình dùng cơm nhé, tại vì bữa nay tới giờ là cũng đuối. Đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhiều nhé, hẹn lại mọi người video sau.